Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh quẩy thần. Để làm cái món bánh quẩy thần này thì mình đã chuẩn bị đây là bột mì. Bột mì thì mình dùng 150g. Và đây là nước. Nước thì mình sẽ dùng 90ml nước. Đường thì mình sẽ dùng 80g đường. Và đây là bột nở. Bột nở thì mình dùng khoảng 2g. Một quả trứng gà. Còn đây là bơ. Đây là bơ lạc. Bơ lạc thì mình sẽ dùng 20g để cho nó béo và nó thơm á. Nếu mà các bạn không có bơ thì mình khỏi bỏ vô cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Tiên là mình sẽ lấy 80g đường này, mình sẽ xay cho nó thật là nhuyễn và mịn. Và đây là đường sau khi mà mình đã xay cho nó nhuyễn và mịn ra rồi. Tiếp theo là mình sẽ đun cho 20g bơ này nó chảy ra. Đây là bơ sau khi mà mình đã đun cho nó tan chảy ra rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô phần bột mì này. Mình trộn đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho bột nở vô. Vào trứng, mình đập trứng gà vô luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho vô khoảng 20g đường. Giờ mình sẽ đổ nước vô từ từ. Sau đó mình trộn lên. Mình sẽ nhồi cho đến khi nào mà bột thật là mịn và không có bị dính tay á. Bột thì mình sẽ nhồi khoảng 10 phút. Mình làm bánh á, nhồi bột càng lâu thì cái món bánh của mình nó sẽ càng ngon đó. Nếu mà ở nhà các bạn có cái máy xay á, các bạn cũng có thể bỏ bột vô các bạn xay cho nó nhanh hơn cũng được. Đây các bạn thấy cục bột của mình nó không có dính vô tô mà cũng không có dính vô tay luôn. Rồi mình đã nhồi xong rồi, bây giờ mình nắn cho nó tròn tròn lại. Sau đó mình sẽ lấy bọc thực phẩm và bọc lại để mình ủ bột khoảng 30 phút. Bây giờ mình sẽ đổ ra mặt bàn một ít bột mì. Nãy giờ mình ủ bột cũng được nửa tiếng rồi, bây giờ mình gỡ cái bọc thực phẩm ra. Mình thoa bột đều vòng vòng như vậy nè, để mình bắt đầu mình cán bột. Mình nhồi nó như vậy nè, sau đó mình sẽ chia bột ra thành từng phần. Bây giờ mình lấy cái đồ cắt bột này để mình cắt bột ra thành những phần nhỏ nhỏ. Nếu các bạn không có cái đồ cắt bột thì các bạn có thể dùng cái dao để mình chia ra cũng được. Bây giờ mình sẽ xe cái cục bột này ra, xe cho nó dài dài ra. Khi mà các bạn xe thì mình sẽ xe tay bên tay phải thì mình sẽ xe lên, còn tay trái thì mình sẽ xe xuống, giống như mình xe ngược chiều nó như vậy á, để cho nó có một cái hình xoắn như vậy nè. Giờ mình gấp lại như vậy nè, sau đó mình sẽ xoắn nó như vậy nè. Rồi cái hai cái đầu này thì mình sẽ bóp cho nó dính chặt lại với nhau. Rồi như vậy là mình đã được một cái bánh quẩy thần rồi, mình chỉ việc chiên lên là xong rồi đó. Bây giờ mình để nó qua này đi. Bị một cái dĩa, sau đó mình thoa bột lên. Để mình để cái cục bột này lên cho nó không có bị dính á. Tiếp theo là mình sẽ nắn những cục còn lại. Mình đã nắn bột xong rồi nè, bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Mình bắt lên bếp một cái chảo, tiếp theo là mình sẽ đổ dầu ăn vô và đun cho dầu thật là nóng. Dầu ăn đã nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bột vô mình chiên. Trong lúc chiên thì mình sẽ để lửa vừa thôi, mình đừng để lửa lớn quá. Mình để lửa vừa để cho cái bánh của mình nó chín vô trong luôn á, cái phần bột nó chín luôn á các bạn. Nếu mà mình để lửa lớn quá thì cái phần bột nó chỉ chín cái lớp bên ngoài thôi à, còn cái lớp bên trong nó không có dính.
Đây là cái cục bột dưa mà nó còn nhỏ nhỏ, cái mình nắn thành cái hình nhỏ nhỏ như này các bạn. Bỏ vô chiên luôn. Trong lúc chiên thì mình sẽ rở thường xuyên như vậy nè, để cho cái bánh của mình nó chín đều á. Wow, các bạn thấy cái bột nó nở ra rồi nè. Bánh của mình đã vàng rồi các bạn. Vàng như là được rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra và để vô cái rây cho nó rõ dầu. Wow, bánh rất là thơm luôn á. Nãy giờ mình chiên chắc cũng khoảng 10 phút luôn á. Mình chiên với lửa vừa hả. Mình đã để vô cái rây cho nó rõ dầu nè. Đây, bánh quay thân mình đã đổ ra tô rồi nè. Mình để cho nó hơi nguội nguội một chút xíu rồi mình đổ ra tô. Sau đó mình sẽ cho bột đường còn lại vô. Rồi mình lại sẽ lấy cái bọc thực phẩm để mình dán lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp. Rồi mình lắp vậy là được rồi đó. Dỡ bọc thực phẩm ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vô trong cái chảo. Mình cho khoảng 3 muỗng nước. Và mình bật bếp lên. Tiếp theo là mình sẽ cho vô 3 muỗng đường. Và mình sẽ đun cho đường sôi lên. Nó tan ra các bạn. Sôi lên và nó tan đều ra. Sau đó mình sẽ bỏ cái bánh quẩy thừng hồi nãy mình đã rắc bột đường á, mình bỏ vô và mình sẽ áo một lớp đường á. Đường nó tan ra hết rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bánh vô. Và mình sẽ trở đều cái phần bột đường mà dính trên cái bánh quẩy thừng của mình á. Bột đường nó rất là mau tan, cho nên mình chỉ cần trở qua trở lại là nó đã tan ra rồi. Mình áo một lớp đường mà ướt như vậy nè các bạn, nhìn cái bánh của mình nó sẽ hấp dẫn hơn, cái màu nó cũng đẹp hơn là cái phần bột đường á. Mình áo cho đến khi nào thấy cái phần đường của mình nó khô lại á, nó cạn hết rồi á, thì lúc đó mình sẽ tắt bếp. Lúc sên thì các bạn nhớ là mình sẽ để lửa thật là nhỏ. Đường nó bắt đầu khô lại rồi nè. Đây các bạn thấy cái phần đường của mình nó chuyển sang thành cái màu trắng rồi nè, nó khô lại vậy á. Mình lăn trên áo đường đều. Phần đường của mình như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và gấp bánh ra. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh quẩy thừng. Các bạn nhìn nè, nó sáng 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 như là cọng dây thừng mà nó sáng lại vậy đó. Rất là thơm luôn á. Bánh thì mềm mềm, giòn giòn. Cái lớp đường ở bên ngoài các bạn nó hơi ngọt ngọt. Nó giòn giòn nữa. Ăn nó róp róp luôn á, rất là ngon. Còn cái phần ở giữa các bạn, phần ở giữa bánh á thì nó mềm mềm. Không á. Đây các bạn nhìn nè. Các bạn thấy cái phần bột ở giữa không? Nó vẫn còn cái màu hơi vàng nhạt á, cái màu của bột á. Lớp ở ngoài thì nó vàng đậm hơn. Thì cái lớp bột bên trong là nó mềm mềm, còn cái lớp ở bên ngoài thì nó giòn, rất là ngon. Thơm quá. Khi mà mình xe nó nhỏ các bạn, lúc mà mình bỏ vô mình chiên thì nó sẽ nở phồng lên á, tại vì mình có cho bột nở vô á, nên nó nở ra nó sẽ bự hơn cái lúc mà mình nắn bột á. Cái bánh này hồi nhỏ đi học á cũng hay ăn lắm các bạn, người ta vô trong bịch sẵn một bịch khoảng chừng ba cái cây quẩy thừng như vậy nè, hình như là 1.000 hay 2.000 diện bịch hả. Hồi nhỏ đi học á thích ăn lắm. Cái món này nè cũng là một cái món tuổi thơ á. Đây mình sẽ gỡ nó ra. Đây, mình gỡ ra được nè, thấy không? Rất là thơm.
Bánh này là khi mà các bạn để ở ngoài á, nó sẽ cứng hơn á. Ví dụ bữa nay mình ăn không hết, mình để qua ngày mai nhưng mà mình không có bọc gì lại á, mình để không gì thì nó sẽ cứng hơn, cứng hơn lúc mà mình mới vừa chiên ra. Và các bạn ơi, video làm món bánh quẩy thường của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích cái món bánh của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!